Kính thưa quý khán giả của đài VNTV, chương trình thời sự hàng tuần hôm nay lại xin được trở lại với quý vị. Ở đây chúng tôi có anh Đỗ Như Điện và tôi Nguyễn Giao xin được hầu chuyện với quý vị. Thì trong chương trình kỳ này, sau những cái mà tin tức trên báo chí loan truyền á, về cái vụ mà Trung Cộng xây một số cái đảo nhân tạo trên cái đảo san hô thiên nhiên á, thì Hoa Kỳ cũng đã có phản ứng. Tức là Hoa Kỳ gửi một cái máy bay trinh sát đi đến trên cái vùng biển mà Hoa Kỳ kêu là hải phận quốc tế. Anh Điện, nhưng mà theo như tôi được biết, nó có gần đây nhất lại có những cái tin tức mà ít người được biết. Thì xin anh trình bày với quý vị. Vâng, thật sự ra thì thưa anh Giao và thưa quý khán giả, cái vấn đề Biển Đông bây giờ chúng ta nói rằng, có thể nói rằng là nếu nhìn trong cái hiện trạng bây giờ thì coi như mình đã mất. Bởi vì như là quý vị đã thấy thì ngoài cái việc mà chiếm Hoàng Sa năm 1974 và chiếm một số đảo ở Trường Sa năm 1988 và gần đây họ xây dựng, họ bồi đắp 7 cái đảo và bây giờ thành lập các cái khu quân sự và đang làm những cái phi trường, những cái căn cứ quân sự tại đó rồi, thì Trung Cộng vẫn tiến hành bằng nhiều cách khác nhau nữa. Bây giờ họ chuẩn bị cho cái đội ngũ mà dân chài của người Trung Hoa đó đi đánh cá đó, là họ ra lệnh là tất cả những cái thuyền đánh cá bây giờ phải đóng theo cái tiêu chuẩn của quân đội. Nghĩa là có thể bất cứ lúc nào có thể biến thành những chiến thuyền. Đó là một điểm. Điểm nữa là ở ngay trên vùng biển đó, tuần vừa rồi thôi, khi họ tấn công mấy cái tàu, cái thuyền đánh cá của Việt Nam, thì họ tịch thu cá, tịch thu xăng nhớt, phá hủy dụng cụ của người dân rồi. Họ còn bắt người dân Việt Nam, ngư dân Việt Nam ký vào một cái tờ giấy xác nhận là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Cộng. Ở đây là Nam Sa và Tây Sa đó, là thuộc về Trung Cộng. Song song với đó thì còn một cái nữa là, nếu chúng ta nhìn vào cái bản đồ sự hiện diện của Trung Cộng ở trên đất liền, ở ngoài biển, ở cao nguyên và khắp nơi trên đất nước Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là Trung Cộng đã cài đặt hầu như hiện diện ở khắp nơi, với cái con số bây giờ không ai biết chắc là mấy chục ngàn. Chẳng hạn như ở cái vụ mà khai thác bauxit ở trên cao nguyên thì ở trên đó nó 10.000 công nhân, nhưng mà ai biết được. Thứ nhất, thứ hai nữa là những cái chỗ mà họ thuê đất đầu nguồn mà mới thời gian 70 năm đó, và ngay cả gần những ngay ở Thái Bình thôi là đã có những cái làng do người Trung Cộng xây dựng lên và họ xây tường rất là cao. Còn những cái chỗ mà những cái chỗ đất đầu nguồn mà mấy chục ngàn km vuông đó, thì những cái chỗ đó coi như là bất khả xâm phạm. Nghĩa là Việt Nam, về phía Việt Nam, ngay cả công an, quân đội cũng không được bén bảng vào. Bây giờ cái trường hợp Việt Nam với lại những cái gọi là căn cứ kỹ nghệ của Trung Cộng đã được thiết lập từ Bắc chí Nam. Cái bản đồ mà chúng ta có đây, tôi nhìn thấy, tức là vào khoảng ít nhất cũng cả chục những cái gọi là dự án, ví dụ như bauxit ở Trung Nguyên chẳng hạn. Thì hãy tưởng tượng coi trong mỗi một cái căn cứ như thế đó, có bao nhiêu chục ngàn dân Trung Cộng giả dạng làm nhân công, nhưng mà thật sự ra nó là lính chiến Trung Cộng. Và trong những cái dụng cụ kỹ nghệ, khai thác kỹ nghệ này kia đó, đâu ai biết, ngay cả lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội đó, dám bảo đảm và đã được gọi là xem xét những cái dụng cụ kỹ nghệ đó hay không, nếu nó không phải là khí giới. Vâng, thật sự ra thì họ có, ngay cả họ đưa khí giới vào thì bây giờ Việt Nam cũng không cản được và không kiểm soát được. Bây giờ nếu mà nhìn trên cái bản đồ gọi là bản đồ quân sự đấy, mình đặt Việt Nam như vậy đi, thì anh thấy nhá, cao nguyên họ ngồi đó rồi, Hoàng Sa, Trường Sa họ đóng quân ở đó rồi, ở ngay Vũng Áng hơn 4.000 mà chúng ta đã có bàn luận đến Vũng Áng cách đây nhiều chương trình. Thế thì ngay ở cái chỗ Vũng Áng hay là chỗ đèo Hải Vân, cái chỗ đó là yết hầu mà anh thuyết
suốt mấy trăm năm lịch sử của Việt Nam, chỗ đó là Yết Hầu. Mà nó chỉ cần, mà từ đó, từ đảo Hải Nam đó, bay vào đó là rất là dễ. Hay từ Trường Sa, căn cứ Trường Sa bây giờ, nó bay vào đó rất là dễ. Nếu mà nó chận cái khúc đó, thì nó cắt Việt Nam làm đôi. Anh Điền là như vậy đó, thì cái chuyện mà Hoàng Sa rồi đến Trường Sa, thật ra nó là cái chuyện nhỏ đó. Vâng. Chuyện như là để làm tin tức cho có vẻ giật gân. Chứ còn ngay trong đất liền Việt Nam nó như thế thì giống như là lúc mở đầu anh có nói đó. Coi như Trung Cộng đang thôn tính Việt Nam, đúng không ạ? Vâng, đó là một cái tình trạng, thưa quý vị. Đây là một cái thực trạng mà những người nào để ý quan sát không thể nào không lo âu được. Và chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta đã làm hết cách để mà giúp cho đồng bào trong nước. Nhưng người dân trong nước nói tới, đụng tới vấn đề Trung Cộng là bị đàn áp. Đó là cái gọi là rất là đáng nổi giận. Hả? Chưa có cái trường hợp nào trong lịch sử một cái quốc gia bị ngoại xâm lấn mà chính quyền của cái quốc gia bị xâm lấn đó, lại đàn áp dân chúng khi dân chúng phản đối cái sự xâm lấn của cái nước xâm lăng đó. Anh Điền, tôi nhớ lại cái chuyện hồi xưa, anh nhớ cái hồi mà hòa đàm Paris đó, Chu Ân Lai rồi Nixon với Kissinger đó, với lại cái Hiệp ước Thượng Hải năm 72 đó. Vâng. Thì giờ đọc lại lịch sử đó, binh sách Tôn Tử, anh thấy không? Tôn Tử về tôi được nghe nói đó là ở West Point của Mỹ bây giờ đó, những sĩ quan của Hoa Kỳ cũng được học trong cái chương trình huấn luyện đó. Cái đó binh thì, sách Tôn Tử, đúng thì không? Thì tất cả những cái trường gọi là trường quân sự đều nghe cả. Cái chuyện mà hồi 72 á, lúc mà Kissinger gặp Chu Ân Lai đó, tôi cũng tìm hiểu thêm thì tin tức cho thấy là ngay từ 69 đó, cái chuyện mà giữa Trung Cộng với Mỹ đó, đi đêm với nhau rồi bàn tính như thế nào để mà bắt tay nhau cản Liên Xô, cũng như trong đó có cái chuyện gọi là bán đứng Nam Việt Nam. Thì thật ra đó, người ta bảo là đâu phải mấy ông chính sách như là Chu Ân Lai với cái gì đâu. Thật sự ra đó, cái đối sách ngoại giao của Trung Cộng đó, nằm trong tay bốn ông thống chế. Quân đội, nằm trong tay quân đội. Ông Trần Nghi nè, Nhiếp Minh Châu nè, Từ Hướng Tiền nè, và Diệp Kiếm Anh. Đúng rồi. Là những người thảo ra cái chính sách, rồi Mao Trạch Đông với Chu Ân Lai là thi hành thôi. Tôi nghĩ hiện bây giờ Việt Nam đó, đấy. Nếu tôi và anh biết thì tôi nghĩ trong đầu những cái gọi là chiến lược gia của Trung Cộng đó, họ sẽ tính là họ sẽ lấy Việt Nam không tốn một viên đạn, không tốn một đó đó là máu. cái sách nửa, bởi vì họ nắm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong tay rồi. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy vậy đó. Vâng, thưa quý vị, vì cái thời lượng thành ra chúng tôi không thể đi sâu hơn được, nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại vấn đề Biển Đông và vấn đề nguy cơ thôn tính của Bắc thuộc là một sự thật đang diễn tiến xảy ra. Chúng ta nghĩ thế nào và chúng ta làm được gì cho quê hương đất nước? Đó là cái điều quan tâm mà chúng tôi đưa lên chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả, hẹn quý vị gặp quý khán giả trong chương trình kỳ tới.